Hello, chúng ta quay trở lại với phát tục sự cất trung và đến với một trận đấu cực kỳ căng ở tại Ranh Hàn giữa hai Boan Cham, đó chính là sao Hao, Boan Cham China của máy chủ Trung Quốc và Iron King, máy chủ Hàn Quốc. Và cùng xem xem là cuộc đụng độ giữa Boan Cham China và và Boan Cham Iron này sẽ có một kiếm đấu như thế nào, nào. Let's go. ok ngọc tái thừa cho anh em tham khảo con Chidamir của sao hao trong cuộc đụng độ cùng với ariking nó sẽ là nhiều đội chết người đắc thắng huyền thoại tốc đánh cùng với cho em cuối cùng bảng phụ lấy ngọn dao thứ hai cùng với tiếp sức Nhanh dưới lấy tốc độ đánh xác thêm và máu trực tiếp anh em nha Đây, à, cuộc đụng độ giữa hai cao thủ à, cùng xem xem là kèo này thì sao hao liệu rằng có đi đường thắng được ariking hay không à, cũng như là nhân phẩm của sao hao ở trong cái ván đấu này nó có tốt hay không với những đòn chí mạng đầu trận nữa à, phép bổ trợ thì sẽ là thiêu đốt cùng với tốc hành với hai phép bổ trợ này thì sức All-in đến từ chidamia sẽ là cực kỳ mạnh thậm chí có thể suy nghĩ đến câu chuyện băng trụ nếu các bạn làm tốt trong việc cấu rỉa máu ở khâu đi đường băng trụ cùng với thiêu đốt và tốc hành thì nếu như có thêm lượng sát thương đến từ chí mạng nữa thì vẫn có thể băng trụ được Aurelia nếu mà bạn chơi hit tốt anh em nhé mức đoàn thách đấu hàn hiện tại thì account này của sao ha cũng đã lên thách đấu hàn rồi anh em ạ tốc độ leo rank cũng là rất nhanh và tầm này đã tầm khoảng chừng con số 900 điểm. 900 điểm là một con số điểm không hề thấp. <laughs> và đánh chi đâm miên mà lên được thách đấu hàn thì các bạn tưởng tượng là kỹ năng cá nhân cũng là rất cao. Mình đã làm rất là nhiều cho anh em những cái giao án của sao Hao ở tại máy chủ này rồi. Và đây là một player xử lý chi đâm miên thứ nhất là xử lý rất là hay. cái thứ hai, cái mà mình vẫn luôn nói với các bạn trong những giao án của Shao Hao là nhân phẩm anh chàng này rất là tốt. Nhân phẩm cực kỳ tốt luôn các bạn, chí mạng nổ liên tục. Nhân phẩm có thể gọi là sánh ngang với cả gameplay của Captain Lăng đi luôn đó. Trận này gặp Ari King nên là quyết định xuống nhà trai hát luôn <laughs> à, Cùng xem xem là kèo đấu 1-1 với Irelia Thì những phép bổ trợ như tốc hành cùng với Thiêu Đốt Sẽ được uh, sao Hao tận dụng nó như thế nào Và liệu rằng có đủ sức để solo kill một player kỹ năng cao như Ari King hay không Ari King thì kèo này cũng là một kèo mà Ari King có rất là nhiều kinh nghiệm xử lý rồi Mình cho nhỏ tiếng in-game uh, e xuống một tí để tránh nhạc bản quyền anh em nhé Cấp một nâng E luôn không biết là cấp 1 liệu là có e vào chém luôn đối phương ở giữa đợt lính không nhở Kèo này thì thường là cấp 1 Iron sẽ đánh không lại Thì khả năng cao là uh, Sẽ phải nâng uh, e để làm choáng Sau đó là hít từ xa thôi Còn đánh với Chidami Onin với nó Thì nó sẽ có một cái Nhịp độ chết người Một pha e lên chặt luôn vào đó đánh tay Trăng dây làm choáng đánh tay người trở lại rất tốt Đến từ Iron King Quay ra đón lính thôi anh em ơi <laughs> Đón lính đánh tay lát hít và lấy nộ trở lại anh em nhé Sau đó thì tiếp tục E lên chặt một đòn Cứ E lên là đánh tay một đòn sau đó giật về thôi anh em Cấu gì và làm mềm đối phương trước Với lợi thế chất tướng thì cho phép Chidami nó đánh những quả như vừa rồi Pha trăng dây làm choáng đến từ Iron nhưng mà nó trượt mất rồi Cấp độ 2 trước dành cho sao Hao 40% tỷ lệ chí mạng và bắt đầu cảm nhận được cái áp lực đến từ Chidami level 2 ha những quả trí mạng vừa rồi mà chặt vào tướng là đám không đây anh em ạ quyết định pham uh, farm an toàn tới từ xeo hao e lên chặt một đòn lách choáng được hay không dính choáng đối phương đâm quy hai lượt chặt chí mạng một đòn hai đòn sau đó thì uh, mất cái tốc hành nhưng mà chặt được hai đòn chí mạng vừa rồi là thấy iron cũng mềm mềm rồi viego ơi viego lên băng trụ bạn ơi một phát đầu tư tốc hành chặt thế từ nhà đến trường đến từ sao hao ở level 2 và level 3 quyết định cộng vào hai quy luôn nhà băng trụ được hay không đang cố gắng lách cái e của iron chém tay một đòn sau đó e ra mà thôi quyết định không băng trụ vì đối phương vẫn còn những pha quy để có thể gia tăng thêm sự cơ động và liệu rằng có kích quy hồi máu không nhỉ kích quy hồi máu luôn anh em ạ kích quy hồi máu lại cũng như là đánh an toàn ở cái tên này cái tên này là cái tên mà irelia sẽ là bốn stack này bốn stack cùng với cấp độ 3 rất là nguy hiểm nhà nhịn ha spam quy hồi máu lại và chờ lấy lại máu từ quy thì sẽ có thể tiếp tục đi đường tiếp về mặt chỉ số farm thì hiện tại đang là 17 bảy ngang nhau chỉ số farm cũng là rất cân đến từ cả hai cao thủ cấp độ 4 trước dành cho Iron King. Nauti di chuyển lên sớm thế, level 2 đã lên rồi, một pha chém xoay rút lui và có Virgo phía sau, tốc biến trăng dây làm choáng như choáng trượt rồi. Đang cố gắng đi bộ đặt thiêu đốt vào người của Iron và sau đó lết về hướng của Virgo Virgo bắt choáng thành công vào người của Naughty nhưng mà Viego, liệu rằng có đủ đam hay không đây? Cảm giác không đủ đam rồi. Nhưng mà cũng không bị hạ gục bởi áp lực đến từ cặp đôi Iron cũng như là cả Naughty phía bên kia nữa một pha mình rất sớm đến từ Nauti lên khu đường trên để cứu Eric King ở một tân lính đẩy cao. Cái tân vừa rồi mà không có con Nauti lên là Eric King sẽ chết đấy các bạn, mình nghĩ là sẽ chết đó, hoặc là ít nhất là mất tốc biến hoặc là không được farm. cái tân đó là có Viego ở đây này. Rồi Chinamia cái thấy từ nhà đến trường nó cũng rất là nguy hiểm nữa. Nhà Nauti lên một quay rất là hợp lý luôn anh em ạ. Mình không biết là do Eric King côn lên hay là Nauti tự nhìn ra tình huống nữa. Nếu mà Nauti tự nhìn ra tình huống vừa rồi là một hỗ trợ cực kỳ hay đấy anh em nhé. Cái tân đấy là cái tân mình đang tin nói với các bạn là sẽ có thể kéo dừng lên ganh được. Và con chim đâm miên này cũng có được cái thế từ nhà đến trường để ôn in với phun số nhịp độ pha này thì Iron King đã về nhà đóng hai mảnh của giày thép gai rồi Nhưng mà hỗ trợ đối phương vừa di chuyển nên là bot cũng đẩy được một tơn Đẩy xong thì Leona cũng quyết định ramming ra khu đường giữa Và pha ramming đến từ Leona thì không biết là có bắt được con son phía bên kia hay không Có vẻ là thiên đỉnh kiếm đã trúng rồi Tên này thì Iron King bắt buộc phải đánh an toàn thôi Rồi Leona đã ram thành công rồi Naughty Cú Ram vừa rồi của Naughty không có mạng nhưng nó cũng là một cú Ram thành công đấy anh em nhé. Bởi vì là nếu mà không có cú Ram đấy thì Iron King đã gặp nguy hiểm rồi. Pha né tráng rất là tốt chặt chí mạng một đòn. Tiếp tục lao lên chặt chí mạng, chí mạng tiếp, chí mạng tiếp, chí mạng tiếp. Cái gì đấy? Băng trụ luôn, ở cấp độ 6, băng trụ luôn. Có cả thơm với cái chiêu cuối của mình nhưng mà không đủ đam rồi. Bị cao thất làm chậm và sau đó vẫn có thể đi ra được Wow cái, 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 40% ha 40% các bạn đến sẽ là bao nhiêu đòn chí mạng Một đòn chí mạng ở 34% này Chặt nhầm vào lấy một đòn Hai đòn chí mạng Ba đòn chí mạng Bốn đòn chí mạng Ba đòn chí mạng liên tục anh em ạ Đòn thứ năm thì không chí Nhưng mà đòn thứ sáu Đòn thứ bảy Hack Hack game một. <laughs> phát sư Trung Hoa rồi Các bạn có hay xem mấy cái clip tiktok mà Cái clip tiktok mà Những con chim level 1 nó chặt trí mạng tầm chục quả liên tục không <laughs> Vãi thật Iron King cũng kiểu bị bật ngửa luôn trong pha vừa rồi mà không biết lý do vì sao Đã có được hai mảnh giấy thép gai với anh em nhé Đã có rác cộng thêm rồi Nhưng mà cũng chịu không nổi nhiệt con chim này và sao quyết định về nhà đóng cho mình một cái gì tia mát cùng với trường kiếm Chơi game đúng như hack luôn đấy Quả vừa rồi nếu mà tính đúng tỷ lệ trí mạng nó phải là con số bao nhiêu các bạn Nó phải là tầm 8-90% trí mạng 8-90% trí mạng Nó tương đương với bao nhiêu tiền nhỉ Mấy kéo chẳng tím Iron King đã bị solo kill một quả quá là bất ngờ Ca thớt thì không bị băng trụ chết Nhưng mà Việc mất chiêu cuối đối với Chilamia tại thời điểm này nó cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều Vì rõ ràng là áp lực solo kill đến từ Iron King nó cũng không nhiều nữa chờ hồi chiêu chiêu cuối lại chơi tiếp đang cố gắng đóng băng tên lính này với dìu tia mát thì đóng băng không được lâu đâu nhưng cứ cái tên nào đóng băng được bao nhiêu hay bấy nhiêu anh em nhé đóng băng và khiến cho Iron King sẽ bị mất lính sau đó thì tiếp tục farm chi chiêu ha chờ hồi chiêu chiêu cuối thì e lên chặt tiếp Aurelia thì là một trong số những con tướng các bạn thấy là kể cả nó có bị solo kill thì nó vẫn farm được á rất là nhiều kèo đấu sĩ là mặc dù là đi nó giết tầm hai ba mạng đi chăng nữa thì nó vẫn farm được và nó vẫn có áp lực để lẻ ấy. Mà con tướng này nó lật kèo rất là ảo nhá các bạn giết nó tầm 3 mạng mà nó vẫn cầm được gươm suy vong lên nó vẫn đâm quy nó giết các bạn chuyện như cơm bữa luôn đấy mà trừ khi những kèo nó lệch quá nhiều thì không nói bot có mạng dành cho raven mạng xả tiền luôn ạ ngon đấy ngon đấy anh em ơi cánh dưới ổn ổn ha tình huống giao tranh cánh dưới rất ổn rồi còn kèo tốt này thì sao đây Kéo top này thì cấp 7 đấy với cấp 5 này chắc chắn là Iron King sẽ phải bám farm với cái giày thép ga này rồi Mình liệu rằng có cơ sở này để băng trụ hay không Để chặt một đòn chí mạng sau đó e ra một hit từ trụ Không vấn đề gì Viego kêu gọi một tiếng băng trụ à Bắt đầu chặt vào thiêu đốt đẩy thẳng vào chu cuối còn W sau đó thì tiếp tục chặt tay đối phương lướt quy liên tục làm choáng cũng tốt đến Iron King chặt chí mạng Và sau đó thì <laughs> không lướt nổi nữa rồi anh em ơi Không thể lướt nổi nữa rồi băng trụ chung với viego và mặc dù là iraq đã rất nỗ lực xử lý với lưỡi kiếm tiên phong cũng như là làm choáng đâm quy nhiều lần hồi máu lại từ quy khi mà chưa có được cái gươm suy vong hay là chưa có được huyết trượng thì nó cũng không đủ lớn để iraq có thể suy nghĩ đến câu chuyện cân hai và sống sót nữa và các bạn thấy là cái thiếu đốt nó phát huy tác dụng cái thiếu đốt để giảm hồi máu những pha như vừa rồi mà để cho iraq hồi máu lại là cũng rất là mất thời gian luôn đấy anh em giảm hồi máu từ những cú quy và đối phương lên bảng lần thứ hai rồi thì cùng xem xem là với hai mạng dẫn trước thì sao hao lại có tiếp tục đè nén được iraking hay không về chỉ số farm cũng đã bắt đầu có những sự tranh lệch đến từ hai top lane rồi 70 so với 54 và đồ đầu tiên thì nó sẽ là một cái dìu mãng xả lấy thêm khả năng hút máu lấy thêm khả năng đẩy đường và tất nhiên là một trang bị rất giàu sát thương tất nhiên nó sẽ không có nhiều tốc đánh hay là không có nhiều về tỷ lệ trí mạng nhưng mà tốc đánh sẽ được bù lại từ dây uh, cuồng nộ hoặc là đồ hai có thể hướng tới kiểu ma vũ Phần này quyết định đóng băng luôn à Quyết định đóng băng và hồi máu từ quy Giữ lại con xe to để cho nó hình thành một quay đẩy đến từ Iron King Và rất dễ dẫn tới cái thế từ nhà đến trường Một thế lính khó dành cho Iron King và hít kinh nghiệm từ xa mà thôi Bắt buộc phải hít kinh nghiệm từ xa và dùng kỹ năng để ăn mạng À nhầm ăn lính từ xa với những cú kiểu như là W hay là E Dùng W ăn lính từ xa đến Tadre rồi Nhìn khổ quá rồi Đúng là con tướng này con tướng nhân phẩm mà anh em Cái quả solo kill đầu tiên là cái quả mà <laughs> Đến Tadre cũng không thể tưởng tượng mình chết như vậy Đánh tay trí mạng W làm chậm đối phương Nhưng quyết định không băng lên Có thể là đối phương sẽ có người Đúng là đối phương có người Không có lý do gì đang đánh tự nhiên rất đang đánh tự nhiên rất nhùng tự nhiên lại dấn lên một nhịp như thế chắc chắn là có người ở đây rồi chả dạy gì mẹ e lên anh em ạ nhấp nhả một nhịp vào bụi cỏ để xem xem là ca thớt có ở đây hay không nếu mà cá thất ở lại là pha vừa rồi đối phương sẽ bị cản của bấm B về luôn đấy anh em nhé. Rất khó chịu. Sau đó thì đánh tay, bị một hit từ trụ. Nhưng mà vì có khả năng phục hồi từ quy nên là cứ đánh láo thôi, chặt một đòn chí mạng sau đó e ra. Mid đang ping liên tục là có thể sẽ có thêm con son lên hỗ trợ cho Irelia King nữa. Nhưng mà như mình đã nói thì Irelia King vẫn có thể trở lại ván đấu với chất tướng Irelia. Miễn là vẫn farm được, miễn là vẫn có TP đẩy cánh. Vì Chiramir nó không mang TP nên là đẩy cánh thì sẽ bị áp lực ở phần còn lại đó các bạn Khúc cầu hồn vang lên son TP trước mặt Ari và cản được cú TP đối phương rất tốt Pha này về thì sao, sao hoàn thành được cái dìu mãng xà và có cho mình thêm một thanh dao găm Trong khi đó thì bot đã có mạng của Kalista, thậm chí đó là mạng năm 450 tiền Nhưng mà mid đang bị dừng ganh thế này là về đúng không Ông ơi, hết phi hồ rồi Lốc xoáy tử vong từ xa đến từ Raven và nó không trúng vào con son phía bên kia Ari thì bị trừng phạt đánh tay, bị chấm bi chết bởi cá thớt rồi mà bot thì uh, bot thì viego đổi mạng với nauti và liệu rằng đối phương có đang ăn sâu hay không ý nhở ca thớt không ăn sâu rồi quả này ca thớt ăn sâu là mình đấm luôn anh em nhé raven cũng đã bỏ đường dưới raven đang ném những cú gì xoay vào người con ca thớt phía bên kia xeo ha đang cố gắng để xử lý nốt những con sâu hư không và để lấy lại thế để lẻ mà chắc chỉ ăn được một con thôi anh em ạ tân lính đường trên hơi nhiều rồi Rồi té thôi anh em ơi về đường trên đón lính thôi à đúng rồi cái skin Chernobyl này cái skin Chernobyl thổ nhĩ kỳ này em lâu lâu nó sẽ có những cái vòng tròn tròn trên đầu giống như kiểu cái giống như kiểu cái hiệu ứng bấm B về của con Nico ấy các bạn nhìn nó như kiểu là cái 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 cánh quạt của trực thăng ấy lâu lâu nó sẽ bị uh, lắc hình ảnh như thế thôi mình không biết là lắc hình ảnh hay là chủ đích của red game nữa còn tầm này với cái mãng xà này đẩy siêu nhanh rồi Là thấy xe to tốt rồi sau đợt đẩy thì quyết định di chuyển uh, cắm mắt ở sông trên cũng như kiểm soát thêm hai con sâu còn lại. Tầm này thì thấp bắt đầu di chuyển xuống cánh dưới rồi anh em ạ. Một mình đẩy đường khu đứng trên sau đó thì ăn sâu hư không một mình. Và ván này thì đã có được tổng cộng là bốn sâu trước đó thì đây sẽ là ván đấu sáu sâu dành cho Chidamir của Shaohao để áp lực đẩy lẻ. Áp lực đẩy lẻ với sáu sâu hư không sẽ là rất lớn dành cho Shaohao và thậm chí nếu như có đủ lợi thế có thể suy nghĩ đến câu chuyện là băng trụ giết đến cánh. Hay là Aurelion cũng tương tự là như vậy. Tự tay xử lý ba sâu hai ha bót cánh dưới lại tiếp tục có lợi thế với những tình huống lên bảng của Kalista. Về lại đứng trên fan tiếp anh em ơi. Làm tối đa những gì cần làm của một con Chile Top rồi. Hỗ trợ dừng băng trụ hay là solo kill hay là kiểm soát mục tiêu lớn cánh trên đều rất ổn. Có một nhiệm vụ nữa đó là nhiệm vụ ăn sứ giả trước khi suy nghĩ đến câu chuyện để cánh thôi. Nhưng mà đánh cánh dưới như thế này thì có phải hơi lủng. Vừa rồi thì Leona đã bị nằm xuống với chú cuối đến từ Son. W giảm đam sau đó thì cố gắng ăn khiên trụ với 6 sâu Sát thương đến từ Iron King không được nhiều lắm Chém tay một đòn e ra chém tay tiếp tục nhấp nhả chém tay căn tầm đánh rất tốt đến từ sao Hao sau đó thì thiêu đốt chặt luôn Chiêu cuối còn kích chiêu cuối lên chặt 1 2 3 4 E theo solo kill Bị làm chậm bởi lưỡi kiếm tiên phong và ô oh! Đi ngang qua lưỡi kiếm tiên phong lượt 2 và không ra được trong tình huống này Cái làm chậm đến từ lưỡi kiếm tiên phong giúp cho Iron King có mạng shutdown 600 một đổi một vẫn đang là một kèo lệch tuy nhiên thì cũng có được một chút lợi thế trở lại dành cho Iron King với mạng suất đao vừa rồi và với mạng suất đao này thì khả năng cao là Iron King có thể sẽ đóng thêm được một cái gươm suy vong đối với gươm suy vong thì nó là một trang bị giúp cho Irelia vừa có được lượng sát thương vừa có được khả năng hút máu rất là tốt anh em nhé vì kèo này nếu mà băng trụ giết đối phương ở trạng thái full cây thì mình nghĩ là hơi mạo hiểm bắt đầu phải đánh cấu gì nhưng mà đánh cấu gì mà đối phương hút máu lại từ quy với gươm suy vong thì nó sẽ khó giết con Irelia này hơn nhưng đó sẽ là câu chuyện đi đường vì cái khâu đi đường nó sắp kết thúc rồi để hết khâu đi đường đến cái khâu đẩy lẻ các bạn thì cái khâu đẩy lẻ đấy sẽ là cái khâu mà có thể suy nghĩ đến câu chuyện uh, giết Iron King ở đường cánh với cái thế từ nhà đến trường pha này thì Iron King đã đầu tư cú TP để, để để, một tên lính vào trong trụ sau đó rút lui rồi đây nhiệm vụ tiếp theo mình nói với các bạn sẽ là nhiệm vụ cover cho đồng đội ăn con sứ giả cánh trên thì pha này cứ tiếp tục đẩy cao khu đường trên là đồng đội ăn sứ giả rất là thoải mái rồi những con như Carthus di chuyển ra tầm này Virgo nó hút luôn. Leona với cả Draven cũng đang ở khu đứng giữa nữa. Đây sẽ là trụ một toàn bản đồ dành cho Sao Hao. Rất nhiều lợi thế. Và Iron ăn được cái mạng vừa rồi thì đó là mạng shutdown. cũng chắc chắn đã reset tiền cái mạng 300 rồi. Tiếp tục chấp 7 con lính đánh tay và sau đó thì lại là, là, một tình huống có Leona ở đây nữa rồi. Từ nhà đến trường rồi. Không thể xử lý nổi anh em ạ. Leona CC thêm thì con Chidemi nó chặt free luôn rồi. Và Iron đã gãy Vừa reset tiền cái mạng 300 xong lại tiếp tục chết tiếp Và tiếp tục là mạng dành cho sao mà không cần đầu tư chiêu cuối ạ Pha này là gần như không cần phải đầu tư bất kỳ tài nguyên quan trọng nào luôn anh em Chỉ đầu tư khoảng chừng nửa cây máu thôi nhưng mà máu sẽ hồi lại từ những tình huống chém tay Đây cái pha E mà nó có cái hiệu ứng xoay 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 đây anh em ơi Son là người TP lên để hỗ trợ cho Iron trong việc giữ lại trụ hai đường trên Sẽ là một tình huống đánh chặn luôn à đánh chặn con Son này luôn à Đối phương rót thấu kính để xem xem là đang có ai ở đây hay không Một pha E lên đánh tay chí mạng Sau đó kích mãng xà và rút lui thôi Aurelion Son quyết định lên cho mình một cái hỏa khuẩn Ở món trang bị đầu tiên À không đó là một cái Rai Lai thôi anh em ạ Cái hỏa khuẩn là hỏa khuẩn cá thớt anh em nhé Hút máu lại full cây rồi này Căn tầm đánh tốt hơn đến từ Iron King cho pha này Tiếp tục đánh tay sau đó E ra Né choáng tốt Một nhịp làm mềm Đối phương còn hút máu lại nha anh em nhé Chặt một đòn chí mạng lưỡi kiếm tiên phong đẩy vào và có thêm Aurelion Son quyết định e chạy đến từ vị trí của sao Hao cuối còn Son tiếp cận thế này thì có vẻ là hơi khó về rồi, suy nghĩ đến câu chuyện đổi mạng được hay không. Bật chiêu cuối những đối phương thả diều rất khó chịu. Thôi xong rồi. Con Son này nó có cái Rayline nó khó chịu điên. À. tiếp tục bị shut down và lần này mạng lại thuộc về cho Iron King. Một mạng để giúp cho Iron King có thể gọi là comeback. Đối phương mất rất là nhiều thời gian của Son lên khu đứng trên để giúp cho Iron King có thể gọi là gỡ gạc lại lợi thế đã mất ở khâu đi đường. Trong lúc đó thì đồng đội cánh dưới liệu rằng có thêm nhiều lợi thế hay không đây Đồng đội đánh mạnh ra khu đường giữa nhắm tới Nauti và Kalista nhưng mà chưa đủ sát thương Pha vừa rồi là không có tốc hành anh em nhé Nếu mà có tốc hành mình nghĩ là có thể suy nghĩ đến câu chuyện bỏ chạy được Hoặc là với tốc hành thì có thể suy nghĩ đến câu chuyện đổi mạng Nhưng mà con son này Rylai khó chịu quá Chỉ số farm thì vẫn đang dẫn trước dành cho sao Đó khoảng chừng con số mấy mấy 20 thôi không nhiều lắm Nhưng pha này là có tốc hành trở lại thì cái đường cánh chắc chắn là cái đường mà Iron King sẽ phải bám trụ hai để farm luôn đấy anh em. Tất nhiên là ở trụ hai thì cũng không chắc có an toàn hay không vì con Chilamin nó băng trụ với trụ cuối thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà chắc chắn một điều là Iron King sẽ không dám đẩy quá cao đâu, đẩy đến đây là phải về rồi. Và đối diện trực tiếp ở đường cánh với con Chilamin này thì sẽ không thể nào đánh lại với lựa trang bị hiện tại đang có những sự tranh lệch nhất định. Đã có hai mảnh của cái ma vũ ở đầu hai dành cho Sao nhưng mà Iron King thì vẫn đang cố gắng để đép trụ ở đường cánh. Phải e sang chủ động tìm kiếm đối phương. Nhưng mà như mình đã nói thì Iron King lúc này sẽ đứng ở trụ 2 để cố gắng ôm farm và đép trụ. Trong khi đó thì đường giữa đang có những cái đánh nhau diễn ra đến từ cả hai team. Hút máu lại từ mãng xà nào, làm chậm chặt. Sau đó thì quyết định e ra né choáng rất tốt. Bùa đỏ chém cũng thốn ha quyết định di chuyển ra khu đứng giữa để giao tranh chung với đồng đội chắc chắn đây sẽ là một tiếng đi trước tới từ shell house so với iron king nhưng mà đồng đội đang mất máu hơi nhiều một pha e vào chặt ai đây tốc hành còn những quyết định là quy hồi máu đi ra mà thôi thấy đồng đội giao tranh có vẻ là hơi lỏ rồi bị cc liên tục và không biết là có kéo theo được ai hay không cảm giác là không đủ đam e lên thiêu đốt chặt sát thương với mãng xà liệu rằng có đủ với thiêu đốt hay không đây nó có vẻ sẽ là đủ 450 trăm tiền sát đao dành cho shell house với những nỗ lực gỡ mạng phía bên kia có cá thớt xanh quá anh em ơi cá thớt hỏa khuẩn nó giật chuối cuối thốn giữa và đối phương đánh team pha cũng rất là tốt nữa khả năng cao là mất con rồng này rồi cc rất dày luôn anh em ạ cc đến từ nauti với cả chú cuối calista nữa một nỗ lực đến từ sao để đổi mạng với con Aurelion son mặc dù có được trụ một đường giữa tuy nhiên đó là một tình huống giao tranh mà mất mục tiêu lớn đó là rồng đã có được ma vũ đồ hai rồi đấy anh em này chỉ số farm vẫn đang tốt hơn và vẫn có được nhiều mạng Tuy nhiên thì phần còn lại cảm giác là nếu như không có con chim là giao tranh cũng chưa biết có ăn được hay không anh em ạ. Bây giờ chắc là suy nghĩ đến câu chuyện đi bắt lẻ thôi. Ari với Vigo bắt lẻ rất là tốt. Dừng đối phương thì cũng là một con cá thớt rất là kém cơ động. Đường cánh thì chắc là Ariking King lui rồi. Để đến giữa sông này bắt buộc phải rút lui thôi. Đồng đội đã tiếp tục có định giao tranh ở khu vực giữa. Mà chờ con Chilamia đẩy cao đường cánh rồi giao tranh sau cũng được anh em ơi. Hâu 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 cứ đẩy cao lên như thế này là con Chidomir nó sẽ đi trước con Irelia thì uh, giao tranh lúc nào cũng sẽ ở trạng thái 5 đánh 4 trong khoảng chừng vài giây anh em nhé. Nhưng pha này đồng đội đường giữa quyết định rút lui rồi. Shoha tiếp tục ở lại đứng dưới kèo 11 một một với Iron King nhưng pha này thì không có giảm hồi máu, không có thiếu đốt nha. Chặt vài đòn đánh tay sau đó thì e ra hồi máu lại từ quy thôi. Làm chậm nhưng mà quyết định là băng trụ à? Quyết định băng trụ luôn rồi. Không, chỉ là một pha cấu gì sau đó thì liên tục là những pha chặt tay sau đó e ra. Lính đã bị dọn hết rồi. Kích quy hồi máu lại đường giữa giao tranh thì Leona gãy và Ari cũng chỉ còn một máu như đã nói thì 4 đánh 4 là thua anh em nhé Ari bị khúc cầu hồn dứt điểm luôn ạ 4 đánh 4 thua luôn anh em ạ à. à. Game khó, game khó, game khó Phần còn lại 4 đánh 4 đang thua anh em ạ à. Liệu rằng có băng trụ để giết Ari King nhằm gánh tim hay không đây Một pha e nhưng mà vẫn dính choáng Tiếp tục hồi máu lại nhưng mà sát thương lan đến từ dìu Mãng xà khiến cho trụ bắn xeo ha cũng là tương đối đau Ari King thì hút máu lại rất nhiều nha với những pha quy liên tục vào lính thì Ari hút máu lại cũng là một lượng hồi phục tương đối đáng kể và nếu như không có thiêu đốt để giảm hồi phục thì chưa chắc đã giết được đối phương có vẻ là tắt nhạc rồi pha trăng dây làm choáng tốt đấy từ Ari King hai quyết định là e chạy thôi không biết là phía sau đối phương có ai hay không Căng nhờ game căng nha anh em nhờ. Không phải là game dễ đâu nhé Game đang khá là căng luôn đó. Nãy giờ đẩy lẻ khu đường dưới là cũng chưa giết được Iron King mạng nào Pha E sang làm chậm sau đó thì tiếp tục đẩy cao thôi Ép Iron King phải gần như là AFK trụ 2 Hồi máu lại từ quy cũng như là nó đánh tay có hút máu Quyết định băng trụ rồi Không quyết định chỉ là những pha trao đổi ngắn hạn sau đó E ra thôi anh em ạ Và tất nhiên Iron King cũng chỉ đánh như thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi Nhiệm vụ Iron King là giữ con Shinomi ở đường cánh Và không cho nó di chuyển chung với đồng đội ở khu vực đường giữa thôi đang tranh thủ cướp rừng và một pha làm chậm e sang chặt bị làm choáng gồng W giảm đam đến từ ireking nhưng bị thiêu đốt bị tốc hành chém tay lưỡi kiếm tiên phong lướt quy rất nhiều đến từ ireking đâm quy trở lại hay không đây chu cuối còn e vào chặt tốc biến đâm quy thoát lui đến từ vị trí của ireking W làm chậm thành công rồi thôi xong rồi né choáng cái nhẹ e vào chặt gồng W giảm đam nhưng chặt chí mạng đam quá to và dùng luôn chu cuối đến từ shaohao cho chắc solo kill dành cho shaohao và ireking đã lấy được rất nhiều tài nguyên của shiramia này Đối phương liệu rằng có ép được Baron hay không sau khi ừ. Leona lên bản đếm số, đối phương quyết định rút lui rồi. Solo kill thành công được Iron King. Sau đó thì sẽ có trụ hai đường dưới luôn. Một pha nỗ lực xử lý đến từ Iron King với cú tốc biến đâm quy rút lui nhưng mà con Tridamir này nó hồi lại cái W làm chậm. Thì kể cả có giảm đam đến từ W cũng chết anh em nhá. Chặt thấm thật sự đấy ạ. Về nhà chuẩn bị đóng thêm một đồ lớn nữa rồi là cái gì đây? Game căng quá, con chim đâm miền nó không có TP để mà áp lực để cánh các bạn ơi. Gương suy vong. Tôi vẫn cảm giác cái cánh bốn người còn lại nó đang hơi hơi lục ấy. Giao tranh với cao thấp với son thì hiện tại team chưa có nhiều kháng phép. Kalista với Nauti thì nó mở cũng rất ghê. Đồng đội bị mở không đứng giữa rồi kìa. Rồi hỏng. Gãy. Gãy luôn rồi anh em ơi. <laughs> cố gắng đẩy được dưới thôi anh em ơi, cố gắng đẩy cao một đường để áp lực đẩy lẻ thôi. Đó là tất cả những gì con Chimin đã làm được. Không thể đi team fight chung với team được ấy. Băng trụ giết Iron King thêm mạng nữa không nhỉ? Vẫn chưa có giảm hồi máu nhá. Iron King có nỏ rồi này. Pha trăng dây làm choáng bị làm chậm e lên chặt quy chặt đánh tay liên tục cho nó hồi e. Chiêu cuối còn bật chiêu cuối mất nỏ tử thủ Iron King tung chiêu cuối vào lên bảng. Tiếp tục băng trụ thành công hút máu lại đến từ sao hao. Nhấn quy hồi máu, Son có mặt e chạy mà không biết có chạy được hay không Rồi không chạy nổi nữa Đối phương không ăn Baron mà đối phương về dép Và sao hao bị shut down với 600 tiền đồng đó không ăn được Baron anh em ạ, Raven chết thì không ăn được Baron, không có đam luôn ấy Vigo lại không đủ đam Baron Coi như một mình đang phải đánh hai thành viên đường đơn đối phương Son khỏe quá, Son ba đồ khó chịu điên luôn và Kalista lại còn lấy kiểu khiên băng Ranuin ạ Đồng đội đang ăn Baron với sát thương đến từ vigo nhưng mà làm gì đây ông ơi? Mở. Hồn gió trượt ạ. Leona Thái Dương Á San cũng trượt ạ. Rồi Ari gãy rồi này. Tốc biến nhặt hạt cũng chết ạ. Phần còn lại team lủng điên luôn. Bốn đánh bốn kiểu gì cũng gãy. <laughs> Toang rồi. À. Toang thật rồi bu em ạ. À. Cả thất nhấn cái flash thế là team đi luôn đi rồi này bao nhiêu người chết đây anh em leona leona chết ari chết và chắc chắn là mất baron gỡ được con rồng lửa thôi mất con baron là thấy khó khó rồi anh em ơi tầm này đẩy cánh thì câu chuyện solo một một với ari king nó không phải là câu chuyện quá khó tuy nhiên thì đối phương sẽ có được áp lực rất lớn ở cánh còn lại với bút baron pha lao lên làm chậm thành công sau đó thì kích tốc hành lao lên chặt từ nhà đến trường thiêu đốt còn có cần phải để thiêu đốt vào hay không đây để thiêu đốt vào lấy đam giết sớm thì chạy thôi anh em còn chu cuối kích chu cuối sau rút lui thôi một mạng dành cho sao hao nhưng mà nhặt cái xác lên làm cái gì kia bị mặt nạ đốt ạ may là mặt nạ đốt không chết còn ông vigo thì về không nổi không về nổi Đồng đội bắt được ca thớt ở tại khu vực bãi cóc Và ít nhất là deny được hai bút Baron thế này thì cũng đỡ Phần nào đó cái áp lực đến từ Baron của đối phương Hút máu lại rất nhanh Sau đó thì di chuyển tiếp tục áp lực đẩy cánh với con Tridamia này Không còn chú cuối ra mít cũng không bắt được Kalista đâu anh em ơi nhưng cũng chưa biết đối phương có bao nhiêu người ở đây đâu nhá đối phương có một người cánh trên hai người đứng giữa có thể sẽ còn ca thớt ở đây đây rồi, bắt Ariking, bắt Ariking, bắt Ariking, Ariking để cao rồi. Pha vòng sau đến từ Shao Hao và Ariking sẽ chạy đi đâu để có TP đến từ Son, Thái Dương Á à San làm choáng tốt, tiếp tục đánh tay chu cuối còn đến từ Shao Hao lách choáng tốt rồi này. E lên chặt tiếp. Chặt Son hay là chặt Ariking nhỉ? Chặt Ariking trước đây Một mạng nữa dành cho Shao hao chín mạng rồi. Ari đường trên chỉ cần không chết là ok rồi. Đối phương sẽ kéo thêm Kalista và Naughty xuống đó. Cam liên tục và bắt chết được Ariking từ nãy đến bây giờ là tương đối nhiều lần. Son cũng đã mất TP thì đường trên Ari có quyền tiếp tục đẩy lên. Naughty xuống rồi. Ari có thể để được vào đến tận trụ ba đối phương trước khi rút lui. Chinamia dòng cho tranh thì nó lại bị cái CC của Naughty khắc chế rất là nhiều anh em nhé. Không bắt, không bắt, không bắt. Naughty này hơi cứng. Team cũng đang thiếu người nữa. Mặc dù nãy giờ giết được Ari King rất nhiều lần nhưng mà chưa thể tạo được vào trụ ba anh em ạ chưa chạm được vào cái trụ ba đường dưới của ariking do là con son nó cũng đang đép phụ rất là khủng khiếp kiểu như vừa rồi lay sai rồi này đánh đường cánh rồi này kiểu như vừa rồi đang tham cái mạng của con son để mà ăn mega luôn đấy rất tiếc là không thể tham được cái mạng của nó nếu mà giết được con son pha đấy thì chắc là có mega luôn đấy đối phương đang đánh bốn người đường giữa King quyết định bỏ len cánh để đi chung rồi đối phương ôn Mid aram rồi sao hao tốc độ đẩy tiếp cận trụ ba đối phương sẽ là ổn đối phương đã không có người đẹp Son còn ở nhà không nhờ Mít chưa đẩy lên được thì bot đẩy lên cao là chết anh em ạ Đối phương di chuyển từ mít xuống dưới bot là... Con Chinamin này gãy đó à, Thôi cái tên này giật về ha Đối phương vẫn chưa lộ vị trí sau khi mất dạng ở khu đường giữa Và tầm này con Chinamin này chết cái là thua game Thua game đấy, anh em Làm gì còn ai gánh tim ngoài con Chinamin này giờ này ừ. nữa đâu hãy đánh cẩn thận anh em nhé. Duy trì áp lực đẩy cao đường cánh nhưng mà tiếp cận trụ 3 bảo vệ nhà lính đối phương thì nó cũng cần thêm rất là nhiều thông tin. Farernauti ở đây chắc chắn là Calista cũng ở đây rồi. Người được cắt cử đi phòng ngự con Chidamiya này đang là một con Aurelionson, nó dọn lính nhanh. Và nó cũng có được cái khả năng đào tẩu nếu như bị con Chidamiya áp sát nữa. Còn nếu để Irelia xuống đường dưới chắc chắn lại tiếp tục bị con Chidamian này nó giết dưới trụ luôn á Mặc dù là một con Chidamian đang rất là xanh nhưng mà thực sự là đánh ở đẳng cấp cao như thế này thì Câu chuyện gánh tim nó là câu chuyện không phải là dễ dàng gì ấy. Con Raven đánh ở đây bắt đầu cũng cảm giác đuối đuối rồi Phần này quyết định đi chung với đồng đội để kiểm soát Baron cánh trên Máy quét có Di chuyển lên cánh trên chung với Ari này Ari thì có CC còn con Chilamir thì có sát thương quyết định khoét vào đường cánh đối phương đó là Ari King. Ari King bắt đầu đâm lên rồi pha lao lên với lưỡi kiếm tiên phong của Ari King trăng dây làm choáng khúc cầu hồn vang lên Ari phi hồ hôn gió đồng hồ các kiểu một mạng cho sao tốt rồi Mega anh em ơi Mega tốt anh em ơi Ari có thể suy nghĩ câu chuyện về nhà được rồi đấy bạn Son tung chiêu cuối dọn lính nhưng mà chắc chắn là sẽ có Mega dành cho sao hao Ari bị dính chiêu cuối của Son chết luôn về thì không về pha mất máu hơi nhiều Son sát thương nó cực kỳ lỗi luôn sao đang có hút máu lại và chạy hay là e vào đây e vào chặt luôn như có con nâu ti ở nhà thôi xong rồi hỏng rồi nốt con xe to rồi chết thôi tình huống lên bản đếm số đến từ hai đường đơn đổi với một iron king và có được một mega cũng như có thêm một con rồng lửa không biết là có kịp đấy baron không nhở hồi sinh kịp baron không ta Con son nó có mũ phù thủy rồi anh em ạ Cái thằng mũ phù thủy nó phả thốn điên luôn à, Công, công nhận là con son là một con mà cái tương tác của nó với triệu pha lê nó quá tốt đi ừ. Hồi sinh không kịp để đép baron luôn này anh em này Iron King thì vẫn kịp đó Iron King thì vẫn hồi sinh ra kịp 4 đánh 4 ở khu vực baron Vì Iron King đang bận đép Nautilus tốc biến móc nhưng mà Ari có một pha phi hồ hôn gió Trả ngược trở lại thiên đình kiếm chúng Cá thất yếu, cá thất đi, baron kia, baron kia, viêng ơi không được luôn Baron thuộc về cho Aurelion Son ạ Kalista thanh tẩy và cố gắng nhặt xác lên đến từ vị trí của Viego Nhặt xác lên móc thành công và có được mạng hạ à gục đến từ Kalista Một pha mất bút Baron nhưng mà team fight thành công với một đổi ba Sẽ có thể đẩy thẳng vào khu đường giữa hoặc là đứng trên Đứng trên đẩy là đẩy end game luôn anh em nhé Đứng giữa thì đẩy là ăn mega 2 Fan đồng đội quyết định đẩy thẳng khu đường trên nhưng mà bốn đánh hai end game có nổi hay không đây khi mà Chinamir ở quá xa anh em ạ Không nổi rồi nghĩa là hai mega là đẹp đó. Son còn Baron Boop Cố gắng hồi máu lại từ Quy cũng như là mãng xà. Còn một con lính này chắc là không đủ ăn mega rồi. Chinamia của Sao Hao quyết định rút lui xuống cánh dưới thôi. Nhưng bản đồ nhìn nó có vẻ là thoáng hơn rồi đấy anh em. Nhà mình thì vẫn còn tương đối nhiều trụ ngoài trong khi đó thì đối phương đã mất hết dàn trụ ngoài và mất thêm một mega cánh trên nữa. Và tầm này con Chilamin này farm tầm ba CS sau 32 phút là lượng trang bị đầy đủ luôn rồi anh em nhé Có kháng phép luôn rồi này Có kháng phép thì đánh với con so cho nó đỡ Cũng như là tất nhiên là cái đao tím này cũng là một trang bị có chỉ số tấn công rất cao Nhưng mà câu chuyện đánh giao tranh 5 năm mình vẫn cảm giác là hơi khó khăn Vì chất tương đánh team fight của bên phía team 2 là chất tương đánh team fight tốt hơn rất nhiều Fan này thì đang cố gắng tiếp tục đẩy ở khu đường dưới con son sau 32 phút thì cái lượng nội tại của nó cũng nhiều rồi anh em ơi Nhìn những cái hố đen nó đặt ra nhìn thấy nó Hơi ngợp Cảm giác đánh team fight với nó là hơi khó ấy Rồi mít bị mở rồi Mít về anh em ơi lùi lùi tí tôi tôi, ăn mega boss cho Tầm này son ở nhà bật tốc hành băng trụ luôn anh em nhé Đồng đội ơi đồng đội đừng chết đồng đội No die can win no die can win no die can win 6 sâu Chinamir đẩy lẻ Full đồ Chinamir đẩy lẻ No die can win Leona ơi Leona chết rồi Phương đã có người về Xeo đã bắt đầu tiếp cận trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên rồi Cản đối phương đừng cho đối phương về khúc cầu hồn vang lên Son có mặt ở nhà rồi Thôi xong rồi không không end được rồi Đồng đội thì bắt chết được Kalista với tình huống mà Son đã về chung với Iron King, King quyết định là TP PK rồi Chỉ làm mềm được King, tôi không biết là nó có là đủ để đồng đội team fight hay không Vì đồng đội team fight sau đó thì nằm xuống kích tốc hành lao lên chặt với tình huống làm chậm Chặt vào lính để hồi E nhưng mà con son nó con son nó vào tường anh em ạ à. Sao nó được vào tường mà con chim này không vào tường chung với nó được Không phải là kên để vào tường chung với đối phương Cũng không phải là Ôi oh, một trụ bảo vệ chính Hai trụ bảo vệ nhà chính Đối phương tốc biến lên và không còn chiêu cuối Nỗ lực để phá nhà đến từ sao hao Không được rồi Đồng đội chết ba người Đồng đội chết hai người Và chỉ còn Raven Leona vừa hồi sinh đi ra Nhưng mà Ari King liệu rằng cân hai được hay không Giạt ra tốt Thiên đỉnh kiếm tầm gần Nhưng mà vẫn trượt ạ đó thì Thái Dương ạ San, Iron King đang cố gắng gồng W giảm đam và sau đó thì bị Raven ném hạ rồi. 2 mega anh em ơi. 2 mega hai trụ nhà chính rồi. Đồng đội cố gắng để cản bấm B về và cũng chết rất là nhiều người trong pha vừa rồi, chỉ có Raven sống thôi anh em ạ. Mid rừng và support support chết đầu luôn. Game thách đấu hàn nó khác, Căng ác luôn ạ. Nào cùng xem xem là với hai trụ bảo vệ chính có được đến từ sao ha trong pha vừa rồi thì liệu rằng có suy nghĩ đến câu chuyện backdoor được hay không solo một một thì không ngại con son đâu anh em nhé solo một một là con son nó chỉ có chạy nó thả diều thôi nhưng bởi vì nó thả diều nên là cũng không giết được nó cay thật sự tôi đi backdoor tôi đi backdoor anh em ơi đánh nhau cho phép đánh nhau pha này nha nhưng mà đánh nhau cầm chừng đánh kiểu đánh nhấp nhà rút lui thôi nhá đối phương có một người ở nhà đó là Iry King W không làm chậm được rồi bị làm choáng chiêu cuối còn đến từ sao hoa có khúc cầu hồn vang lên quyết định là phá nhà với chiêu cuối à không được rồi giết Iry King thôi anh em ơi giết Iry King với thiêu đốt được hay không đây không đủ đam ạ à. đồng đội giao tranh hơn người này à, bốn đánh ba mà mấy ông ơi bốn đánh ba mà làm cái gì đây con son với con Irelia ở nhà rồi bốn đánh ba với Kalista oh, mà thua đối phương nếu chỉ có một người ở nhà là end game luôn anh em nhé đối phương có tới hai người ở nhà mà đồng đội vẫn team file bốn đánh ba mà thua thì thôi rồi không thể gánh được ấy gờ <laughs> gờ rất gần với chiến thắng rồi anh em ạ à. Mà cái e con son nó khó chịu điên anh em ạ à nó cũng giống như chuối, cuối còn rèo ấy, nó cứ hút hút hú khó chịu vãi gì gì hơi tiếc hơi tiếc hơi tiếc hơi tiếc là không win được game này gánh đến như thế rồi nhưng vẫn không win được không biết là sát thương cuối game như thế nào đây anh em ơi không được xem sát thương cuối game rồi Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều và đã theo dõi một game đấu cực kỳ hay của Bon Chan Chilomi Trung Quốc Xiao Hao trong màn đấu độ cùng với một... Cao thủ Aralia như Araking, King Một game đấu cũng rất là chất lượng về mặt chuyên môn đến từ cả hai team Hẹn gặp lại anh em mình gián khác trên phần tục cấp chung anh em nhé. Bye bye